100 cái bút đâu mà sao mà suy nghĩ nhiều vậy ta. Các bạn chỉ cần nhấp cho mình một like là được. Chơi. Đó. Ờ, còn cái VIP này là cái gì mình cũng không có biết nữa nè. Nhưng mà mình nghĩ là mua cái này là mình sẽ đẹp trai lắm á, cho nên là mình sẽ... Chào các bạn nha, Happy Gamer đây. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục khám phá thế giới Blackboard. Đúng rồi các bạn ơi, xuất hiện một thế giới mà nó đòi hỏi kỹ năng con người rất là cao luôn. Mình sẽ sở hữu được một thanh kiếm có khả năng điều khiển quả bóng các bạn ạ. Miêu tả xong cái là nhức cái đầu luôn. Không sao hết, mình sẽ cùng các bạn khám phá cái thế giới này mà. Thế thì phải giúp cho mình một like nha. Bấm đăng ký kênh và bấm một cái chuông kế bên nữa. Mình đều ra video mới vào lúc 6 giờ chiều mỗi ngày. Nên là các bạn sẽ nhận được thông báo đầu tiên thôi. Còn bây giờ thì hãy nhìn xung quanh của cái thế giới này xem các bạn có thấy được độ đáng sợ của thanh kiếm nhật mình đang sở hữu hay không. Đúng rồi đó, kiếm nhật thì các bạn cũng biết rằng là nó sẽ làm cái gì mà đúng không. Hãy nhìn xung quanh đi, có quá nhiều người trong thế giới này luôn mà ai trong số họ cũng sở hữu một siêu vũ khí cả. Holy, anh bạn này sở hữu một thanh kiếm còn bốc lửa nữa các bạn ơi, nhìn quá là đáng sợ luôn. Thế thì các bạn đã nhận ra được cái độ bạo lực của thế giới này chưa? Hình như là chúng ta sắp chuẩn bị bước vào sàn đấu rồi hay sao các bạn ơi. Mình sẽ sử dụng thanh kiếm siêu cụ bắp này của mình để mà tiêu diệt kẻ thù các bạn ơi. Đối thủ của chúng ta rất là nhiều luôn mà không biết là kiếm nhật để làm cái gì nữa. Ok, để mình vào sàn đấu kiểm tra sức mạnh của thanh kiếm nha. Let's go. Đây hả? Ủa sao nhìn sàn đấu nhìn giống như ngoài biển nha các bạn. Đúng rồi đó. À, đây rồi, các bạn có thấy cái quả bóng đang di chuyển không? Oh shit, bạn này phát nổ các bạn ơi, đáng sợ quá. Oh shit, quả bóng này đang đuổi theo mình á. Mình sẽ phản đòn nè các bạn ơi. Đó. Oh shit, một anh bạn nó đứt ra làm hai rồi, quá đáng sợ các bạn ạ. Mình sẽ không dùng kiếm để mà chém nhau đâu, như thế nó bạo lực lắm các bạn ơi, mà chúng ta sẽ lợi dụng. Oh shit, mình bắn sát rồi, mình không block kịp các bạn ạ. Oh my god, thanh kiếm của tôi. Trời ơi, thế là chúng ta đã thất bại trong cái sàn đấu này rồi. Tôi mới bước vào thế giới này thôi mà. Đây đúng là một sự nhục nhã, mình cần phải tập luyện nhiều hơn để mà tiêu diệt trở thành kẻ sống sót cuối cùng trên cái thế giới này các bạn hiểu không? Cái gì đây? Ở phía này chúng ta có bảng skill. À, nhưng mà mình muốn sở hữu nó chúng ta phải có tiền các bạn ạ. Chắc là phải đạt được vị trí top 1 rồi. Ok, cố gắng đợi mấy thằng quỷ này xong đi rồi chúng ta sẽ làm hiệp 2 nha. Ok, chuẩn bị các bạn ơi, chỉ còn 2 giây nữa thôi là chúng ta sẽ bước đến một võ đài mới. Đó, mà quá trời đông các bạn ạ. À. Thế cuối cùng cái võ đài này vẫn rất là nhỏ nha. Đâu rồi, để mình kiểm tra sức mạnh của kỹ năng. Oh shit, quả bóng nó chuyển sang màu đỏ nè, tức là mình phải chặn nó đúng không? Chặn. Đó. Ok ok. Oh, đây tới mình. Oh, chặn nó, sao tới mình hoài vậy? Holy shit, mình chịu đâu có nổi. Trời ơi, đúng rồi, đúng rồi. Tại sao quả bóng này cứ bay vào người mình vậy ta? Bị đóng băng rồi hả? Đó là kỹ năng đúng không? Holy shit, kỹ năng tuyệt vời này của ai vậy ta? Làm sao để mình sở hữu được nó đây? Dâu, đã có ai banh sát rồi các bạn ơi. Vẫn chưa là mình muốn sống sót cuối cùng. Đừng có bay vào đây nha, làm ơn. Đâu, để mình kiểm tra kỹ năng mình đang sở hữu coi. Ability, lướt. Tới mình. Holy shit, tí là banh sát rồi các bạn ơi. Quá đáng sợ luôn. Đâu, bay qua chỗ mình vậy ta. Mình chỉ mới tham gia đến với cái thế giới này thôi, cho nên là mình cần thời gian tập luyện các bạn hiểu không. Rồi, mình sống sót tới thứ mấy rồi ta? Bánh xác, sao bạn này không chịu đỡ. Ok, chúng ta còn rất ít người, mình vẫn sống sót các bạn ạ. À, bay qua đây nha, làm ơn. Càng ngày nó quả bóng này mà truyền qua, kiểu như nó truyền qua truyền lại thì tốc độ quả bóng nó bay nó rất là nhanh đấy các bạn ạ. À, hình như tới mình rồi đó các bạn ơi. Ok, đỡ rồi, truyền mình qua đây nha. Oh shit chẳng. Lại truyền qua mình nữa rồi. Holy, chỉ còn có 3 người thôi các bạn ơi. Chém chở. Ôi holy, rồi còn 3 người, giờ mới đúng là 3 người nè. Hình như là chúng ta được top 3 rồi đúng không? Không biết là mình có được phần thưởng gì không nữa. Mà sao tiền mình nó số 0 vậy? Ồ, tới mình được. Chặn nè. Ok, chặn nè. Bay qua đây, bay qua đây, bay qua. Ủa, nhanh quá vậy. Oh shit. Mình top 2 các bạn ơi. Không biết mình có đạt được vị trí top 1 hay không nữa. Để mình tập trung nha. Mình mà nói nhiều quá là mình sẽ banh xác đấy các bạn ạ. Yo, đây là trận đấu thứ hai của mình các bạn ạ. Và mình đã đạt được vị trí top 1 rồi. Wow, phần thưởng của mình là 83 tiền các bạn ơi. Một cái số tiền kinh khủng này thì mình cũng đâu có mua được cái gì đâu. Có được rồi, chúng ta sẽ tham gia thêm một trận đấu mới nữa nha. Rèn giũa kỹ năng các bạn hiểu không. Đến lúc đó đi rồi, mình sẽ tìm hiểu về cái skill sao. Trận đấu thế này không biết có bao nhiêu người nữa. Là có một bạn bánh xác rồi. Chuyện gì? Tôi bị dính ảo thuật các bạn ơi. Không, tôi là dịch chuyển. Hình như là có kỹ năng gì đó khiến cho mình trao đổi vị trí với ai đó thì phải các bạn ơi. Holy shit, mình cũng muốn sở hữu kỹ năng như vậy. Quả bóng đang đuổi theo mình hả? Quả ngầu luôn. Nhưng mà mình thấy cái chiêu lướt này nó phế quá các bạn ơi, không được gì hết trơn á. Hay là mình không biết dùng ta? Ôi trời ơi, nó rất là chết tiệt. Tại sao quả bóng nó lại gần mình tới như thế? Mình làm sao mà phản ứng kịp hả các bạn? Holy shit, mình đâu phải là con người bạo lực đâu mà mình có thể phản ứng nhanh như thế. Nó khiến như mình bánh xác quá sớm thì mình phải nghiên cứu cửa hàng của nó thôi. Đâu, để xem coi skill super zoom làm sao để có tiền. Có phần VIP nè, không biết để làm gì nữa thôi, không mua đâu. Oh shit, mình phát hiện ra cái gì hấp dẫn lắm nè các bạn ơi. Mình có thể bỏ cái 100 cái bút để mà sở hữu được 1000 vàng. Mình nghĩ thì vàng trong này cũng không quá khó để mà kiếm đâu, nhưng mình lại đang rất có nhu cầu sử dụng kỹ năng mới. Nhức cái đầu quá, chỉ có 100 cái bút đâu mà sao mà suy nghĩ nhiều vậy ta. Các bạn chỉ cần nhấp cho mình một like là được. Chơi. Đó.
Ờ, còn cái VIP này là cái gì mình cũng không có biết nữa nè. Nhưng mà mình nghĩ là mua cái này là mình sẽ đẹp trai lắm á, cho nên là mình sẽ mua một. Ủa sao mình mất hết tiền rồi? Chuyện gì ta xảy ra? Ủa, chuyện gì ta? Sao mất hết tiền rồi? Mà mình sở hữu VIP luôn rồi hả? Ờ, đâu, ai đã mua cho tôi kỹ năng này vậy? Tôi đâu có mua. Mình đã biết tại sao mình mất tiền rồi, là mình mới mua kỹ năng tàng hình. Đâu, tôi có mua này đâu, tôi muốn mua VIP mà. Ủa này là chế độ gì đây? À, chế độ đổi các bạn ạ. À. Ai màu đỏ là đồng minh của mình đúng không? Hay hy vọng chúng ta sẽ được đồng minh với những kẻ pro nữa cho người ta gánh mình không cần phải chơi game. Oh shit, tại sao bà bóng nó lên trên trời thấy ghê vậy? Nếu mà mình tàng hình thì trái bóng nó có đuổi theo mình không ta? Dâu, tàng hình này các bạn ơi. Rồi khi nào tôi mới hiện hình? Khi nào mình chém quả bóng hả? Đúng không? Mà mình tàng hình như vậy quả bóng có thấy mình không? Có quá nhiều câu hỏi trong... Oh shit, mình hiện hình luôn rồi các bạn ơi. Ui, chết rồi, đồng đội của mình banh xác rồi các bạn ơi. Tại sao lại như vậy? Đồng đội mình còn bao nhiêu người vậy? Sao còn có 4 người vậy các bạn? Hình như chúng ta đã bắt đội được với những kẻ yếu đuối rồi. Bây giờ đang là 4-3. Oh shit, ôi tới mình. Chém, ôi chết rồi, đồng đội của tôi. Mình sẽ trả thù cho bạn, không sao cả. Phản đòn. Quá hay, kẻ mạnh nhất bên kia chắc chắn là bạn đó. Mình sẽ cố gắng tiêu diệt bạn đó. Ok, phản đòn, đúng rồi, quá hay. Bánh xác, let's go. Chúng ta đã tiêu diệt được kẻ mạnh nhất của bên kia rồi. Còn hai bạn này chắc bình thường thôi. Dâu, gì ghê vậy? Bạn này kỹ năng quá các bạn ơi, mình chịu không nổi. Chúng ta sẽ chắc chắn giành được phần thắng. Bạn làm sao mà căng ba được đúng không? Đúng rồi, tiêu diệt bạn đi. Let's go, quá hay bạn ơi. Bạn này là mèo hả? Trời ơi, tại sao thế giới động vật trong thế giới này chơi hay quá vậy ta? Ok, để mình tiêu xíu của bút nha. VIP 250, không biết để làm gì nữa, cứ mua thôi các bạn à. Mua này chắc chắn mình sẽ trở nên đẹp trai lắm đúng không? 250. Nhớ là giúp mình một like đó. Dâu, mua VIP xong được 2000 xu luôn. Holy shit, đáng sợ thiệt chứ. Rồi mình sử dụng cái tôi chưa mua sắm xong nữa mà nó vô sàn đấu luôn. Các bạn ơi, thôi không sao hết, chúng ta sẽ chơi thêm một ván nữa rồi mình sẽ khám phá cửa hàng nữa sao nha. Chứ kỹ năng đằng hình này là mình không biết xài rồi đó. Nói chung thì đây cũng là ngày đầu tiên mình bước đến với cái thế giới này mà. Mình sẽ dành nhiều thời gian cho nó hơn. Nếu mà các bạn ủng hộ cái video này của mình. Đâu rồi, qua bóng qua đây nào. Đây là chế độ tự lực cứng sinh đúng không? Đây là chế độ Battle Goya đúng không? Tức là ai mà sống sót cuối cùng là người đó ngầu nhất. Rồi khi nào qua bóng mới tới lượt mình. Mình cứ đứng ở đây là nó đâu có qua hay mình đâu đúng không? Rồi khi nào nó tới thì mình sẽ bắt đầu tham chiến nha. Ui tới mình rồi, phản đòn, bệnh xác. Nó còn 4 kẻ thù nữa. Mình sẽ để cho mấy người đó tự tự chém nhau chứ mình sẽ... Ô, tới mình luôn rồi nè. Phản đòn, ok. Phản đòn, sao tới mình hoài vậy? Qua đổi người được chưa? Oh shit, nó quá gần mình luôn các bạn ơi. Holy trời ơi, không sao. Như vậy cũng tốt, để mình có thời gian khám phá cửa hàng của nó. Oh shit, mình phát hiện ra cái gì hay lắm nè các bạn ơi. Nếu mà chúng ta sở hữu VIP á thì mình sẽ sở hữu được cái gì nè? Bloodhole các bạn ạ. À. Hố đen vũ trụ hả? Đang bị vô liền mà mình không có biết xài các bạn ơi. Hình như mà mình tiêu diệt ai đó thì nó sẽ tạo ra một vụ nổ hố đen hay sao á. Chứ mình cố gắng tiêu diệt kẻ thù nha. Giờ mình sẽ sử dụng kỹ năng mới. Platform 450. Mình sử dụng xong cái này đi rồi mình thấy nó bắp quá, mình sẽ đổi sang cái khác nha. Ok, bắt đầu trận đấu nào. Mình sử dụng kỹ năng mới thử xem coi. Ability. Dâu, còn kỹ năng rồi tác dụng gì trong thực chiến không? Mình đứng lên trên vị trí cao như vậy thì có ý nghĩa gì hả các bạn? Mình cũng không biết nữa. Mình trở thành... Oh shit, quả bóng đang bay lên. Ôi đỡ. Oh shit, hình như kỹ năng này không giúp cho mình trở nên ngầu hơn đâu các bạn ơi. Oh shit, mình vừa tiêu diệt cái thù nè. Bloodhole kìa các bạn thấy không? Bạn này sẽ hủ một cái gì đó phát nổ ra sấm sét luôn, ngầu phết đó chứ. Mình cố gắng tiêu diệt cái thù khác để mà xem lại cái Bloodhole nha. Chứ mình thấy chưa có gõ các bạn ơi. Ôi, quả bóng qua đây nào. Đây rồi, cuối cùng cũng qua đây rồi. Ôi cái kỹ năng này. Cái kỹ năng này kỳ cục quá các bạn ạ. Nó không giúp cho mình trở nên mạnh mẽ hơn đâu, nó còn khiến cho mình sắp tan xác nữa. Mình thấy kỹ năng này nó không được vui rồi đó. Sẽ kết thúc nó nhanh thôi. Mình sẽ kiếm kỹ năng khác để mà dùng nha. Chém. Đó. Ô, tính ra kỹ năng đàn hình hay phết. Phản đòn. Dâu, chuyện gì ta xảy ra? Oh shit, kỹ năng đó quá. Cái kỹ năng hồi nãy kinh khủng quá các bạn ơi. Mình mà dính cái kỹ năng đó chắc mình chịu không nổi đâu á. Holy shit. Mình hình như gặp văn pro rồi các bạn ạ. À. Ok, bay qua đây. Phản đòn. Banh xác rồi các bạn ạ. À. Quá nhanh, mình không thể ứng kịp. Holy shit. Trời ơi, tôi mới bước đến thế giới này thôi mà cho tôi gặp thứ gì không à. Toàn ác quỷ thôi các bạn ạ. À. Chịu không có nổi luôn á. Ok, với số tiền 1800 của mình thì kỹ năng super zoom thì chắc nó cũng tào lao như cái chiêu này thôi, cho nên chắc mình không có lấy đâu ha. Thunder dash hả? Là nó là chưa lướt đúng không? Mà nó lướt ra xét hả? Oh shit, mình cần phải kiếm nhiều con để sở hữu hết tất cả kỹ năng luôn các bạn ơi, chứ mình cũng muốn biết nó là cái gì. À, rồi, mình sẽ mua thử kỹ năng Shadow Step xem. Trời ơi, tôi chưa kịp mua luôn. Không sao hết. Chúng ta sẽ chiến đấu thêm một lần nữa. Tôi lấy kinh nghiệm nha. Mình phải tham gia nhiều trận đấu như vậy thì mình mới sở hữu được vị trí top 1. Chứ kẻ thù chúng ta gặp nó càng lúc càng mạnh mà. Mình cũng phải mạnh mẽ như người ta. Đó, như bạn này yếu đuối người ta banh xác rồi nè, thấy chưa? Đâu rồi, quả bóng qua đây nào. Mình không có sợ đâu. Oh, chết, nó qua thiệt rồi nè các bạn ơi. Phản đòn. Banh xác. Trời ơi, kỹ năng của mình quá kinh khủng mà. Bạn kia dùng nổi luôn. Thấy kỹ năng của mình chưa? Chỉ một chém thôi là được. Banh. Oh, shit. Okay. Phản đòn. Chết rồi, lại gặp kẻ thù mạnh nữa rồi các bạn ơi. Phản đòn nè. Ok. Phản đòn. Hơi nhanh rồi đó. Oh shit. Rồi, trận đấu quyết cuối cùng các bạn ơi. Ok, tập trung các bạn ơi. Mình sẽ ít nói lại xíu nha. Mình mà nói nhiều quá là mình sẽ mất tập trung á. Phản đòn. Ok. Chém. Holy shit.
Oh shit, nhanh quá các bạn ơi, mình không có chịu nổi được nhiệt luôn á. Hay là do kiếm mình nó cùi á? Chắc không phải đâu ha. Kiếm nó chỉ là thời gian thôi, nó đâu có giúp mình trở nên tốt hơn đâu. Mà mấy bạn này sở hữu thanh kiếm nhìn ngầu vậy, làm sao để sở hữu được những thứ này hả các bạn? Nó không có khả năng mua. Bạn nào mà biết cách sở hữu được vũ khí mới á thì nhớ comment xuống cho mình với nha. Thì mình là không biết rồi đó. Nó có nhiệm vụ nè, hình như là mình phải hoàn thành nhiệm vụ thì mình mới được cái gì đó mới đúng không? Nhiệm vụ sao khó vậy? Tiêu diệt 20 người. Mình phải cố gắng dữ lắm mới đạt được vị trí top 2 thôi. Chứ còn mà top 1 thì nó hơi khó với mình đấy các bạn ơi. Sao quả bóng nó cứ bay qua đúng. Khi nào mới tới lượt mình nhảy? Ở đây rồi, tới rồi nè. Phản đòn. Let's go. Bánh xác. Ủa tại sao mình không được tính điểm? Hơi kỳ vậy đó nha. Dâu còn bao nhiêu người vậy? 4 người. Đâu rồi, đang rất là khó khăn. Ồ tới mình nè. Phản đòn. Phản đòn. Phản đòn. Chém. Chém. Dâu kỹ năng gì đây? Oh shit, nó quá nhanh các bạn à. Trời ơi, khó à. Mình sẽ lấy lại kỹ năng tàng hình để mà né được những cái pha như vậy. Mình thấy kỹ năng tàng hình khá là hay á. Chúng ta có thể sử dụng tiền để mà upgrade, nâng cấp kỹ năng lên nè. Mình nâng cấp mát luôn thôi. Nếu mà nâng cấp mát thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Kiểm tra thử sức mạnh của kỹ năng tàng hình trong thế giới này, khi mà kỹ năng mát thì nó sẽ như thế nào nha. Châu sàn đấu như vậy, nó rất là gô lóc luôn á. Không biết có nhảy xuống dưới này được không ta? Không được, vì đây là trận đấu cuối cùng rồi, cho nên mình cũng phải đạt được vị trí top 3 hoặc là 2 các bạn ơi. Dâu bạn này cứ nhảy làm gì, bánh xác luôn nè. Ok, phản đòn. Rồi phản đòn. Ok, muốn chơi đúng không? Bay qua đây, bánh xác. Let's go. Mình đã tiêu diệt được một kẻ rồi, không biết là ai, xin lỗi nha, không có xấu xa đến mức đó đâu, các bạn xui thôi. Không biết là quả bóng đang bay tới chỗ mình mà mình tàng hình thì nó có né ra chỗ khác không ta? Để mình thử kiểm tra khi nào quả bóng mới tới chỗ mình để mình kiểm tra tay tàng hình. Dâu thật sự được các bạn ơi, mình mà tàng hình là quả bóng nó sẽ không thấy mình nữa. Đây là kỹ năng tuyệt vời nhất mà mình có thể thấy trong cái thế giới này. Mình tàng hình lâu quá vậy, khi mà chúng ta nâng cấp nó lên là tàng hình rất lâu luôn. Khi mình hiện hình nó lại đuổi theo mình nè. Ok, phản đòn. Rồi phản đòn. Ui, hơi nhanh rồi đó, hơi nhanh rồi đó, hơi nhanh. Phản đòn. Ok, dâu mình tiêu diệt được thêm một kẻ thù nữa rồi nè. Chúng ta đã đạt được vị trí top 3 rồi các bạn ơi, chỉ còn hai kẻ này nữa thôi, cho chúng nó tự chém nhau đi. Vậy sao qua tôi vậy? Thôi thì tôi phải chém lại thôi. Ok, phản đòn nè. Hơi nhanh rồi đó, hơi nhanh rồi đó, chỉ hết nổi rồi. Tàng hình. Bệnh xác, trời ơi, kỹ năng tàng hình ngầu quá các bạn ơi. Nhưng mà mình lại không áp dụng nó vào kẻ cuối cùng chứ. Chết tệ, kỹ năng của tôi đang hồi. Mình biết sử dụng kỹ năng tàng hình rồi đó, các bạn thấy được. Ui, nhanh quá vậy. Oh shit. Mình nếu mà mình sử dụng kỹ năng tàng hình cho kẻ cuối cùng thì mình sẽ đạt được top 1 rồi. Thôi được rồi, mình sẽ dừng cái ngày hôm nay ở đây thôi các bạn ơi. Dù sao thì mình cũng đã giành được vị trí top 1 trong ván đấu thứ hai rồi. Vẫn còn rất nhiều kỹ năng và các thanh kiếm khác, nhưng mà muốn sở hữu được chúng nó chúng ta cần có rất nhiều kinh nghiệm á. Không biết là mình có nên tiếp tục ra tập thứ hai hay không ta? Không biết nữa, comment xuống phía dưới nha. Mình sẽ gặp lại các bạn vào ngày mai lúc 6 giờ chiều. Đừng quên là giúp cho mình một like thì dăm ba mấy cái group này, mình sẽ không có ngại đâu. Bấm đăng ký kênh nữa và bấm một cái chuông kế bên. Khi mà mình ra video mới, các bạn chắc chắn sẽ nhận được thông báo đầu tiên. Còn bây giờ thì chúc các bạn buổi tối tốt lành. Bye bye. We'll be right back.